Ngày mai là ngày thứ hai, tức là ngày 3 tháng 6 dương lịch, lại bắt đầu một tuần mới nữa rồi. Để đầu tuần may mắn, cuối tuần thành công thì đừng bỏ qua 6 điềm báo tuần mới mà thơ chỉ dành riêng cho 6 con giáp: Dậu, Tỵ, Hợi, Dần, Thân, Mùi. Thứ nhất, tuần mới đề phòng hư hỏng tài sản, nhất là xe cộ, thậm chí dễ gặp chuyện không may mất của quan uổng. Thứ hai, trong tuần này thị phi tiểu nhân nhiều vô số, vì tranh quyền đoạt vị mà bất chấp thủ đoạn làm bạn rất mệt mỏi. Thứ ba, nếu đang cần tiền trả nợ thì trong tuần này gặp một thương vụ làm ăn, xin lời lớn ngay trong tuần giải quyết nợ nần. Thứ tư, tình xưa vụn lại, trong tuần này người cũ tìm về hoặc gặp được quý nhân giúp đỡ, trong đó có bồ cũ, dễ nói lại tình xưa. Thứ năm, trong gia đạo có sự tranh chấp bất hòa, rất ảm đạm, gia đình rạn nứt. Thứ sáu, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể để trong nhà bắp cải như ý lộc tài. Hãy xả vận xui tại đây và chúc cho mình tuần mới đắc lộc sai tài, hanh thông thuận lợi.